Xin chào quý vị các bạn. Đối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ đang được triển khai tại Di động Cao cấp.vn. Nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu bạn dịch vụ mới đang được triển khai tại Di động Cao cấp.vn. Đó dịch vụ thay mới sửa loa ngoài của OBS 507. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần loa ngoài của OBS 507. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan loa ngoài của OBS 507 nghe nhỏ, dè, nghe chập chờn, quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Đây là phần loa ngoài của OBS 507. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ thay mới loa ngoài của OBS 507. Quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04 66 750 99 để tư vấn và hướng dẫn cụ thể.